Em nay mình quay cho anh em xem một số xe mình cũng mới mua thêm, giống như con Shadow này đi ha. Bắt đầu từ Shadow này đi. Shadow này là Shadow 400, chính chủ biển thành phố. Anh em nằm ở thành phố thì bao sang tên nha. Thì xe này thì quá đẹp, mình cũng đã quay clip nói rõ rồi đó. Chỉ có một cái tình trạng đó là giấy GL 400 thôi, chính chủ sang tên bình thường, giá chỉ có hơn 100 triệu thôi anh em, quá rẻ luôn á. Tình trạng xe này thì zin hết nguyên con, không có gì để bàn luôn, mọi chức năng nó là zin nguyên con rồi, không có vấn đề gì để bàn hết á. Lên đồ chơi cũng vài chục thôi, xe này mà lên đồ chơi như vậy là rất là đẹp rồi đó anh em. Lên được cặp đèn Lobo nè, cũng tầm khoảng 5 triệu. Đèn Lobo này tầm khoảng 5 triệu đó, như đây thì đủ sáng rồi. Tại vì xe này đi bình lớn cho nên lên đèn thả ga. Xe này nó còn cái bình zin theo xe. Bình zin theo xe, bình của Nhật đàng hoàng. Tại vì mình mở kiểm tra thì nó chưa có hư cho nên là không có thay tới. Nó còn dòng xả còn rất là mạnh, còn 300 mấy chục cca rồi, còn quá mạnh đi cho nên là không cần phải thay cái khác. Xe này mình đã bảo dưỡng, thay buji, thay nước nhớt rồi bảo dưỡng lại hết rồi, mua thì chỉ chạy thôi. Tình trạng con này là không phải bàn tới, chỉ nói tới giá thôi, mà cũng chỉ có hơn 100 triệu, rất là rẻ ha. Anh em ở tỉnh thì tự sang tên, còn anh em ở thành phố thì mình bao sang tên cho anh em để mà đỡ mất công đi tới lui. Chiếc thứ hai là chiếc Guzzi, con này rất là hiếm. Con này ở Việt Nam chắc tầm khoảng 5 chiếc đến 7 chiếc là cùng, mình nghĩ khoảng 5 chiếc à. Moto Guzzi sản xuất năm 2012, 2013 gì đó. Một đời chủ tới bây giờ, Odo nó 5.100 cây. Con này cũng không có gì để bàn về cái chất lượng, tại vì nó có 5.100 cây, lúc mình bán nó chỉ có 1.000 mấy thôi, 1.600 thôi. Bây giờ nó lên 5.000 là quá bình thường ha, không có vấn đề gì hết. Còn tiếp theo là con R1. Nói chung xe bên mình á, một cọp hai là đã làm tổng quát. Cho nên nói về anh em cứ với lại bao chạy, anh em cứ bàn về giá thôi và cái tình trạng giấy tờ như thế nào. Xe này là chính chủ hải quan chính ngạch nè, xe này là hải quan chính ngạch, Shadow hải quan chính ngạch nhưng mà giấy GL 400 đó. Còn con này hải quan chính ngạch, con này cũng hải quan chính ngạch, chính chủ. Xe này là xe cọp. xe này xe cọp. Xe Shadow cũng vẫn gọi là xe cọp, tại vì không có dọn dẹp gì hết, mới ken vậy đó. Con này mình bán 280 triệu. Hiện tại xe này 23, hiện tại một con xe 2015 họ vẫn đoán đang là 300 mấy. Nếu mà một chiếc xe 2015 á, đến thời điểm bây giờ mà tầm bán 300 mấy á, thì nếu mà ra anh em nhìn và duyệt xe thì chắc chắn không thể nào đẹp bằng con này. Và giá xe này dưới 300, trang bị full như vậy. Anh em mua xe bên mình, anh em phải nên nhớ là từ cái cặp vỏ cho tới từ cái bố thắng, ốc ác nhớt nước, mọi thứ trên xe trong tình trạng gọi là tuyệt vời, chứ là như mới, chứ không phải là mua một chiếc xe về mình phải làm lại mình mới chạy được. Chạy cái sực cái đội bảo dưỡng, phải dính tới bảo dưỡng đó. Bảo dưỡng là khác, còn thay thế để mà cho ra cái tình trạng hiện tại như vỏ xe nhớt nước nó khác nữa đó. Cho nên anh đi mua phải để ý, mình mua xe cũ mình phải cộng hết, mình phải coi cái tình trạng xe hiện tại để cộng ra cái giá tiền mình phải bỏ thêm bao nhiêu nữa mới được một chiếc xe nó ổn định để chạy và chạy trong tình trạng nó như thế nào. Đây là con CBR mới mua về. Xe này chủ xe đã bỏ ra gần 100 triệu để lên những cái cấu hình như sau: Ford Olin, cụm tay côn RZ19 của Sakota, bình dầu CNC. Bình dầu này cũng khá là đắt tiền. Rồi cụm tay côn TWM. Tay côn này thì cũng khoảng 2 triệu mấy, 3 triệu thôi. Cũng bình thường.
Xe này trong tình trạng xe đẹp, mọi thứ đã thay như sinh trong dĩa, thay mới nè, bình mới nè, bảo dưỡng trong mới hết rồi, nhớt nước mới nè, cặp vỏ đun lớp mới nè, đó kính chắn gió Zero Gravity. Mà giá của em nó, xe này đời 22, hẻo kính ngạch, anh em nghe cái giá hết hồn nè, 205 triệu. Anh em cầm tiền 205 triệu, anh em không thể nào tìm ra được một con với tình trạng như vậy được. Đó là cái sự cam kết nha. Cứ tìm đi, không bao giờ có. Rồi, đây là một con SB. SB 2019 2020. Đây là đời cuối. Đời cuối thì chỉ có con xe mình và một hai con nữa ở Việt Nam mới lốp màu đen. Anh em cứ nghiên cứu tại sao cái xe lốp màu đen, SB lốp màu đen. Nhiều ông nội nói là mình lên SB. Mình hỏi thẳng với anh em luôn, ở cái nước Việt Nam này ai lên được cái con SB? Cái tiền lên nó còn hơn cái tiền mua xe SB nữa. Với một cái con bản thường và một cái con bản SB, con bản thường mà lên SB nó còn mắc hơn là mua thẳng con SB nữa. Và tại sao cái lốc xe màu đen thì về nghiên cứu lại ha. Con bản lốc màu đen này nó rất là hiếm. Chứ đừng nói cái xe phải lốc màu vàng mới là SB. Đó, nhiều người người ta chỉ biết nhiêu đó thôi và người ta nói ra cái vấn đề nó bị hẹp cái thông tin lại. Họ không biết được cái con lốc màu đen này nó là cái con bản cuối và một cái con bản giống như nó tựa tựa như là SB2 vậy đó. À, và anh em cứ nghiên cứu lại bản mã lực, sức mạnh của cái con lốc đen này nó hơn cái con bản lốc vàng mười mấy mã. Con bản lốc vàng nó chỉ được 198 mã thôi, hay 89 mã thôi. Còn con bản thường á là 178 mã, con bản SB á là 189 mã. Có nghĩa là nó hơn nhau đâu đó 10 mã. Và con này nó tầm 200 lẻ. Nó là tầm 205 mã. Chứ không phải là 189 mã đâu nha, nó là tầm 205 mã. Đó là zin theo cấu hình nó và nó nhẹ hơn bình thường một chút. Nó nhẹ hơn con bình thường đâu đó, con SB nó nhẹ hơn con SB đâu đó khoảng 8-9 kg. Con lốc vàng của anh em hay nói đó. Cứ nghiên cứu lại, con này rất là hiếm. Rồi đừng có vội đánh giá một con xe, mình chỉ biết tới lốc vàng thôi, SV1 rồi thôi là mình nói như vậy. Con này nó y chang như con SB2 vậy anh em. Nó chỉ khác cái cặp mâm thôi. Đó, đời nó là đời lỡ, nó đặc biệt như vậy đó, nó là đời cuối của SB1. À, nó y chang như SB2 luôn, cho nên nó nhẹ hơn chút và cái mâm của nó thay vì mâm 7 cây thì nó là mâm của SB1. À, còn lại cái cấu hình của nó là SB2. Đó. Cứ nghiên cứu đi, sẽ ra cái con này nó độc lắm. Nói chung là ở mỗi cái thị trường đó, nó rất là độc. Cứ không phải là cái hãng Honda nó phải mặc định như vậy. Nó qua thị trường Bắc Mỹ khác. Đó. Rồi thị trường châu Á khác, thị trường Nhật khác, rất là nhiều thị trường và nó cần cái cấu hình khác nhau. Chứ mình chỉ biết một hai thị trường cái xong là mình phán nó như vậy là cũng không hay. Tại vì xe nó giống như con người, giống như cuộc sống, nó muôn ngàn cái phân khúc. Nó nhiều thứ lắm. Đó. Và mình chia sẻ với nhau rồi mình vô mình phán bậy bạ cái nó cũng làm ảnh hưởng tới cái xe của người khác. Con này tình trạng là 7.747 cây. Giá mình bán là 430 triệu. Mình bao quay đầu cho anh em, những cái xe mình bán đây là mình bao quay đầu lại. Anh em chạy thoải mái và được hỗ trợ bảo hành. Chứ không phải bán là bán buôn ha. Được bảo hành bên mình. Những cái phát sinh do xe anh em được bảo hành thay mới miễn phí, kể cả tiền vận chuyển sẽ được hỗ trợ 0 đồng. Nếu lỗi phát sinh do người sử dụng sẽ được hỗ trợ tính giá rẻ hơn, tính cho khách. Đây là con R1 mình nhận cọc rồi, nhận cọc 90 triệu lận, cho nên chắc ảnh không có bỏ đâu.
nên mình không quay tới. Còn hai thì kia thì mình bán rồi, ảnh gửi đó đó. Nói chung là có nhiều cái ảnh chưa mang về. Đây quay cho anh em con này nè, bán con này cho anh em vui lắm nè. Con này là gai vỏ mới nha, chưa có chạy nè, anh em nhìn chưa đứt gai vỏ nè. Xe này là xe mới, bán với giá là 9 triệu rưỡi thôi. Anh em ở nhà có sân vườn á, hay là đi vòng vòng xóm có xe này đi vui lắm. Cái xe vui cực kỳ. Lấy ra quay cho anh em coi nha, chạy vòng nhỏ xíu thôi nha. Con xe này là máy 2 thì, máy 70 phân khối. Nó cũng nhẹ lắm, nắm tay xách xuống à. Nhẹ vô cùng. Nắm giật nó dây cô ra. Này là hai cái thắng nè, này dây ga chạy vui lắm. Ngồi cũng được và đứng được. Đứng là mạnh đó. Khá mạnh nha. Xe khá mạnh ha, chạy nó vui. Nói chung là đi chở hai rồi vui. Anh em gặp lại cái yên là tháo ra cũng được nè, là mình rút chốt là mình tháo ra để mình đứng nè, đứng là đi được hai người hoặc là ngồi cũng vậy, một người đứng người ngồi. Để cái yên á, mình đứng thì mình mỏi thì mình ngồi xuống, cái gập nó lại, mở cái này gập nó lại thì nó sẽ gọn lắm. Mình để sau xe hơi á, mình đi du lịch hay là mình chạy vòng vòng nhà chạy vui. Xe này xăng pha nhớt cứ cái này thật sự nó là dạng đồ chơi, nói thu thì cũng khó, nó không phải là một cái chiếc xe máy đồ, nó là một cái đồ chơi thôi. Nói thu thì cũng khó, nó đâu phải là một chiếc xe ấy đâu, có thể là nó là một chiếc xe tự chế hoặc là cái xe đồ chơi, chứ không phải là một cái xe mà nó giống như những cái xe này. Những cái xe này không có giấy mà tự thu được nè. Đó, nó là một cái con xe được nhà sản xuất người ta chế tạo ra nhưng mà nó không giấy. Ví dụ nha, còn xe mình xe hải quan nha, cho coi biển số cà vẹt đầy đủ. Đây, xe biển số 5 số đàng hoàng. Ở trong này không có xe nào không có giấy hết á. Còn cái này là một cái con xe đồ chơi. Mình có một con à. Mình cũng mua về mình chơi nhưng mà mình không có nhu cầu cho nên mình bán lại. À, đây tới 30 tháng 4 mình không biết là 30 kịp 30 tháng 4 thì cái máy mà tráng keo chống đinh á của mình nó có về hay chưa. Nếu nó về mình sẽ có chương trình giảm cho anh em 40% chỉ trong một tháng đầu tiên cái máy tráng keo của mình về, thì mình giảm cho anh em để mà lấy vui ha. Rồi còn đây mình còn một con Triumph nữa, mình làm xong rồi, mình chưa kịp quay, mình chưa có rửa, mình để bên kia. Máy rất là ngon, hầu như thay toàn bộ, làm từ A tới Z. Giá nó chỉ có khoảng 168 triệu thôi. Thì tí xíu mình sẽ quay riêng cho anh em để anh em xem. Anh em cần xe thì anh em cứ liên hệ với mình. Mình ngoài bán xe ra mình có nhận trao đổi xe nữa. Đó, cho nên rất là dễ cho anh em. Và về mặt pháp lý nó phải là chính chủ sang tên. Tất cả xe ở đây đều là chính chủ ký giấy sang tên hết. Chứ không có xe không giấy. Mình không có đổi những xe không giấy. Anh em phải hiểu. Tại vì một khi chân ở đây là phải chuẩn bị sẵn. Thứ nhất
cà vẹt. Thứ hai, những cái bộ giấy chứng đã qua mình hoặc là người nhà mình rồi thì mới dựng ở tiệm ở đây được, chứ còn không thôi thì rất là mệt mỏi, kèm theo những cái đồ mình bán, sơn nhông dĩa nhớt rồi đây đều phải có hóa đơn sẵn để chuẩn bị. Bố thắng là cũng vậy, không có một cái gì mà không có hóa đơn hết á. Mà thử mà có một con xe trong này nó không có giấy tờ đàng hoàng, không có giấy thì sẽ ảnh hưởng rất là nhiều thứ ở đây. Cho nên mình không có dám để một con xe nào không có giấy ở đây hết. Anh em phải hiểu, thông cảm cho mình. Hôm bữa mình có một con xe U5, con xe U5 mà có giấy, xe hồi xưa mà. Không có xe nào không có giấy, người ta làm mất cái cà vẹt, mất giấy đi. Con xe cổ á, mình sợ để ở nhà mất công ảnh hưởng quá, mình tặng ông anh mình luôn rồi. Đừng nói chi không có xe nào không có. Cái xe đó là cái xe cổ mà chủ thật sự mình mua chung với cái lô xe này nè, chung một chủ hết á. Do người ta để trong kho lâu quá, cái biển số nó mục, nó rẹo lại và làm mất đi cái cà vẹt. Hồi xưa những cái năm trước anh em biết là họ không có phải là sang tên chính chủ như bây giờ. Họ có xe đó, họ nghĩ có cà vẹt thôi là hợp pháp rồi. Cho nên qua nhiều đời chủ họ làm không có ký giấy mua bán hay là ủy quyền. Đó, cho nên là mất cà vẹt là mất luôn. Và ổng để trong kho để mục đích là làm theo thông tư đó, mất chủ, mất cà vẹt đó. Nhưng mà lâu quá đi cái xong ổng chán, ổng giục nó luôn. Mình mua nguyên một lô xe này, có xe này là những cái xe này là ổng chính chủ ra tên được rồi. Còn cái xe đó thì chưa. Đó, nhưng mà mình sợ vì một con xe đó ảnh hưởng những con xe này, cho nên là mình tặng luôn. Mình lúc đầu mình đang bán, nhưng mà thấy mà bán mất công rồi cũng sợ gài vô, cho nên thôi mình tặng cho ông anh mình luôn cho nó xong. Cho nên là mọi chiếc xe ở đây đều có giấy tờ hết, yên tâm. Có mỗi chiếc đó mà thôi tặng luôn rồi, cho nó xong đi chứ để nhức đầu quá. Rồi, thì anh em cần mua xe, bảo dưỡng, sửa chữa, alo cho mình. Mấy ngày qua thì thật sự là mình cũng bệnh, mình bị bệnh, mình rất là mệt người. Cho nên đôi khi mình ngủ dậy trễ 30-40 cuộc gọi. 30-40 cuộc gọi và mình cũng gọi lại một số quá nhiều đi. Thì có gì anh em cũng thông cảm, cố gắng để mà luôn giữ máy, bắt máy để mà trả lời những cái thắc mắc cũng như những cái nhu cầu anh em mua xe. Có những cái mà mình anh em gọi không được á, mình cũng đang tiếp khách á, mình nghe điện thoại thì anh em có thể để lại một cái tin nhắn cần mua cái gì đó hay là cần tư vấn cái gì đó để cho mình, để mình gọi lại mình trả lời cho anh em ha. Với cái trường hợp bất đắc dĩ thôi, còn bình thường mình vẫn để máy đầy đủ ha. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Những cái phụ tùng máy móc giống như vậy anh em cần mua đều có xuất hóa đơn cho anh em được nha. Đó. Giờ giá phụ tùng của mình rất là rẻ ha. Cho nên là anh em đừng ngần ngại, có những cái sửa nó xài tốt, có những cái bắt buộc phải thay. Cho nên là mình không cần phải như trước đây là không có đồ đâu. Trước đây không có đồ chứ giờ đồ đầy. Cần gì alo cho mình. Cảm ơn anh em rất là nhiều.